Thưa quý vị, phiên trở lại trong sau khi mà chúng ta đã xem các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, bây giờ trở lại câu chuyện với họa sĩ Hoàng Vinh. Phía nào phải bắt bí họa sĩ Hoàng Vinh mới được. Họa sĩ Hoàng Vinh đã làm ngược lại với tất cả các nghệ nhân khác. Nghệ nhân người ta nói là khi người ta sáng tác, tức là người ta biểu tỏ được cái tình, yêu, tình người, tình đời, tình gì đó, nó nằm trong thi ca, nó nằm trong họa phẩm và nó nằm trong những sáng tác. Dù là một bức tượng cũng phải mang cái tình. Mà họa sĩ Hoàng Vinh bảo là tranh của tôi không có tình. Thế thì không. Trong tranh của ông không có tình, trong tranh của ông không có em, tức là không có người yêu của mình đó. Thế thì tranh của ông có ai? Tranh của ông có gì, thưa họa sĩ Hoàng Vinh? Dạ, kính thưa chị Phiến Đàn, kính thưa quý thính giả. Thật ra Hoàng Vinh có nói, Hoàng Vinh đôi lúc nó hơi khác hẳn chút xíu. Nhưng không phải như chị Phiến Đàn đang nghĩ, từ vì đôi lúc nó hơi khác chút. Là vì trong thơ của Hoàng Vinh, từ xưa nay, chưa có nói chữ em trong đó và chữ yêu trong đó. Nhưng trong thơ rất trữ tình. Trữ tình chẳng hạn như thế, chỉ cái vầng trăng không đó, thì quý vị tưởng rằng cái yêu nó yêu một thanh cao. Nó không phải yêu thật chế trong cái thể xác, không phải yêu thực tế trong cái người đời, mà yêu tất cả các loài vật, yêu tất cả các thiên nhiên, yêu tất cả sự sống còn ở trên vũ trụ. Đó là cái nỗi niềm thao thức và cái ước mong và cái thấy rõ được cái chân tướng của cái nghệ thuật yêu của Hoàng Vinh trong thơ và trong tranh. Vì lẽ cho nên thơ, tranh của Hoàng Vinh cũng vậy, không có vẽ nhiều các cô gái, chỉ vẽ một cách lơ là và thoáng thoáng để cho người ta tìm hiểu thôi, chứ không có biểu diễn gọi là lộ hình rõ ràng của một người con gái. Đó, vâng, đó là một cái phương pháp và một cái tư tưởng, một cái ý chí của Hoàng Vinh cá biệt riêng. Quý vị, họa sĩ Hoàng Vinh là một người có thể nói là khi mà sáng tác, ông có thể nói là ông đem tất cả các tâm tình của mình vào cái thi ca, vào những họa phẩm của mình. Nhưng mà thật, ông đã nói không vị nhân sinh, chỉ vị nghệ thuật thôi. Thì đôi khi giữa cái sự vị nhân sinh và vị nghệ thuật nó sẽ có một cái sự tương phản. Bởi vì khi mà chúng ta nói vị nghệ thuật thì nó sẽ bất biến, và nó có thể nói vượt lên cả cái đạo đức, cái đạo lý, miễn là nó mang cái tính chất nghệ thuật. Chẳng hạn như quý vị thấy một bức tranh mà nút một người thiếu nữ khỏa thân, quý vị sẽ cảm thấy là rất khó chịu dưới cái ánh mắt của mình. Nhưng mà cái người họa sĩ, họ đang đi bức tranh vào cái nghệ thuật, vị nghệ thuật, họ không có một cái tư tưởng tục tằng hoặc là những cái gì ô nhiễm như chúng ta đã nghĩ. Mà họa sĩ Hoàng Vinh đó, thì không hề vẽ những bức tranh như thế, chỉ là thiên nhiên. Tranh của họa sĩ Hoàng Vinh đặc sản của thiên nhiên và của tâm tư, của suy niệm. Vậy thì họa sĩ Hoàng Vinh từ đâu để lấy cái nguồn gốc, ở đâu bức tranh của ông tỏa lên cái màu sắc thiên nhiên đó? Thật ra câu hỏi rất hay, là lý do trên vấn đề thiên nhiên không ai từ chối được. Nhưng mà riêng họa sĩ Hoàng Vinh thì có một cái đặc tính riêng, là chúng ta chỉ dựa vào thiên nhiên, chứ không có thể lấy thiên nhiên làm cái đề tài chính, cũng như làm cái cách mà sinh sống của mình. Mà dựa vào đó để khi mà muốn sáng tác là cái gì cũng phải mới lạ, cho nên mình phải lấy cái tâm tư của mình, từ cái tư duy của mình để phát họa ra, để chuyển biến cái cảnh thiên nhiên đó sẽ trở thành một cái vị thế khác mà cái người đời chưa thấy và có thể chưa có, nhưng mà một tương lai nó sẽ có và sẽ đến với mọi người. Thì lúc đó quý vị mới thấy được cái tác phẩm của Hoàng Vinh như thế nào. Vậy thì nếu nói như họa sĩ như thế, nhìn nhận tranh của họa sĩ thì Phiến Đan, một là Phiến Đan nghĩ đến biển, hai là Phiến Đan nghĩ đến rừng, ba là Phiến Đan nghĩ tới những cái màu sắc của thời gian, màu vàng. Vậy thì cái thiên nhiên đó có phải là nó đến từ cái khoảnh khắc mà họa sĩ đang đứng ở cái chỗ đó hay không? Thí dụ như bây giờ Phiến Đan đang ngồi trong cái phòng này với họa sĩ,
Thế thì cái màu sắc mà chủ đạo của cái căn phòng này, nếu họa sĩ là một họa sĩ mà bắt đầu để chấm cái bức để vẽ, thì màu sắc chủ yếu khi mà họa sĩ vẽ nó là màu gì? Dạ thưa, như thế này, tất cả cái màu thiên nhiên nó đều có sẵn. Có thể tôi tạm gọi ở đâu có không khí thì ở đó có màu sắc. Vì màu sắc nó bao trùm bất cứ ở đâu. Nhưng mà khi mà nói đến sáng tác, thì sáng tác bằng cách là mình phải chuyển cái tư duy, cái tâm của mình với trong cái hòa quyện trong màu sắc đó, để chuyển màu sắc đó nó qua một cái thế khác. Nhưng mà không có nghĩa là để làm mất hẳn, nó chỉ giữ một cách phai nhạt trong đó mà thôi. Vì vậy cũng giống như cái tác phẩm của tôi, sở dĩ cô nói rằng, chị Phiến đang nói rằng cái màu reo, thì đương nhiên màu reo trong lúc đó nó không có, nhưng mà trong lúc đó mình phải tạo lên cái gì? Vì mình tạo lên một cái không khí xa vời trầm ẩm, mà có thể tương lai nó sẽ có như vậy. Là vì sao? Vì cái chỗ hoang vắng, không ai đến, thì với một cái khí hậu, cái khí trời nó đẹp trở lại, thì nó trở thành rêu đá, rêu mọc, nó màu xanh sẫm, và nó đã tạo nên ướt át như vậy. Để làm gì? Để hòa quyện với tâm tư của mình khi mình đang đứng ở đó. Nhưng sự thật ra là chưa đứng ở đó. Là vì sao? Vì đó là sáng tác. Sáng tác nó khác ở cái điểm đó, nhưng mà tương lai nó sẽ đến. Cho nên phải hiểu cho chúng tôi một nghĩa rất rõ là sáng tác, chứ không phải là photograph, không phải là thờ vẽ để vẽ cái cảnh hiện tại đó. Hai cái nó khác nhau xa vời. Mà có thể nói khi mà nói đó, sáng tác là nó khác. Ngay lúc đó họ chỉ có thể vẽ được, nhưng họ sẽ không bao giờ vẽ không lại bao cái vẽ lại cái thứ hai. Vì vậy mà đó, thưa quý vị, cái đó là cái điểm mà khác biệt của họa sĩ Hoàng Vinh. Nếu quý vị có thể thấy là tranh của Van Gogh mà quý vị xem, hoặc là tranh của Picasso hay là tranh Clonet, thì quý vị xem những bức tranh đó, quý vị có thể copy được đấy. Đúng, tại vì nó là dân họa thì người ta có thể copy, người ta chụp hình, người ta copy. Nhưng tranh của họa sĩ Hoàng Vinh chỉ có trong không gian của Hoàng Vinh mà thôi. Không, quý vị sẽ không tìm được tranh thứ hai, bởi vì họa sĩ Hoàng Vinh nói là for look but not for sale. Họa sĩ Hoàng Vinh chỉ cho chúng ta xem thôi mà không cho chúng ta mua. Họa sĩ Hoàng Vinh nói như thế nào khi mà họa sĩ cảm thấy là ôm nói lấy một mình mà không phổ biến cho ai hết ạ? À dạ thưa, tại sao chị, mà khi chúng ta ra một bức tranh thì chúng ta không cho nó đi theo thời gian, nó giữ với họa sĩ thì nó có thể nó nằm ở chỗ đó 10 năm, 20 năm, và khi họa sĩ qua đi rồi thì bức tranh nó nằm ở đâu đó, mà hơn nếu họa sĩ đưa vào dân gian thì nó sẽ trôi nổi. Dạ thưa, như thế này, Phiên An sẽ tạm ngừng trong chân lát và mời quý vị trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Cảm ơn quý vị.